Đây. Cà đây, ông phê đi. Uống đi bạn. Ui trời ơi. Hả? Cà phê cà pháo gì đâu. Ông mang bia đây. Ông tưới mát tâm hồn tôi đi, đi bắt tôi uống cà phê đấy. Cưới vợ xong 2 tháng phát phì ra này còn đòi tưới nữa. Sợ héo à? Phì cái gì? Đây là phù chứ phì cái gì? Đến khổ. Đây, cầu được ước thích thấy đây. Uống đi. Đây, hốc đi. Thôi, tôi nói thật. Rút kinh nghiệm từ tôi. Tôi khuyên ai ông ấy là thôi. Hả? Từ từ hãng lấy vợ nhá. Liên đừng lấy vợ sớm. Tận hưởng cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân mình đi. Ông đừng có tuyên truyền vớ vẩn đấy. Tôi với cả Hoàng đang muốn lấy vợ đây này. Ui. Tôi thì bây giờ này, tôi hỏi ông nhá, ông nhìn thấy vợ tôi thấy vợ tôi như thế nào? Mày bị điên à? Tự nhiên một tao lại ngồi ngắm vợ mày xong rồi. Không phải là ngắm, đấy là cảm nhận cá nhân. Tôi hỏi thì cứ thử trả lời đại chứ nào. Nghĩa là ý như kiểu là tiếp xúc ở bên ngoài thì thế nào đúng không? Thì hiền lành, ngoan ngoãn, xinh xắn, ít nói. Đúng, ít nói. Đúng quá. Thằng này cười xong mình như kiểu tôi cũng như các ông ấy, tôi bị lừa rồi. Ông bị lừa? Ai lừa? Vợ tôi lừa làm gì nữa. Trời ơi, lấy về 2 tháng thôi là mọi chuyện nó phơi bày á, khác hẳn. Ngày xưa tôi cảm nhận như ông ngoan xinh yêu, ôi dồi ôi, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, miệng thì lúc nào cũng chúm chím thỏ thẻ. Lấy về cái quay ngoắt 180 độ luôn. Tôi nói thật với ông, đến phát điên nhức đầu mà tôi miệng xa xả suốt ngày, u hết cả đầu đến mà hỏi toàn cái câu hết sức ngớ ngẩn. Sao? Sao giờ này rồi vẫn còn ngồi đấy mà xem tivi? Không biết quét cái nhà à? Mà này, xem trong bếp nó làm sao nhá. Cái bồn rửa bát cái kiểu gì mà bát nó cứ đầy dâng lên. Không biết đường mà rửa à? Cứ tí tỉ chuyện. Thôi, hiểu. Đây con, tưới đi. Chán. Tưới đi. À, tôi hiểu rồi. Tóm lại, ấy, vợ ông ấy khi yêu thì chẳng nói gì. Cưới về mới biết là mặt nó rất lì và điêu. Suốt ngày kêu ca kể khổ đúng không? Rồi so sánh chồng mình với cả chồng người khác đúng không? Sao đấy? Sai à? Chuẩn! Quá chuẩn luôn! Sao ông chưa có người yêu mà ông nắm rõ tâm lý của nó nhỉ? Nhà tôi có một tấm gương sáng ngời ngời. Ai? Bố tôi. Thành ơi! Ôi rồi, thiểm thế. Cô đưa mũi lên. Chú ạ. Dạ. Ông đang ngồi đây à? Dạ, bố mình định cứu tình đây à? Thịnh ơi, dạ. Khách người ta đặt mấy cái nước gì đấy. Vâng. Con làm đi để bố đi ship. Đặt cứ để đấy, đặt cứ để đấy. Chú ơi. Bố ơi, mày quá, đúng là thằng bạn con này chết đuối với được cọc. Bố có nhiều kinh nghiệm, bố truyền đạt kinh nghiệm cho nó giúp con. Vâng. Làm sao? Chú ạ, cháu vừa được biết là cô nhà chú thế, tức là nói rất nhiều. Ê, cháu nói thật với chú, chú có cái kinh nghiệm nào chú truyền cho cháu để làm cho vợ bớt nói đi. Đã rõ. Nhìn chú. Kinh nghiệm ấy, dạ. Để những bà vợ ít nói đi, dạ. Thì phải có bí quyết. Bí quyết à? Chứ còn gì nữa? Bí quyết gì chú? Chú truyền cho cháu đi. Đúng. Cháu đang rất cần đấy. Vâng. Bí quyết nó là thế này nhá. Ôi giời ơi, ông ơi là ông. Cái nhà bừa bãi như cái chiến trường thế này mà ngồi im được. Không bao giờ thấy cầm cái chổi lên quét hộ vợ một tí. Không bao giờ. Chỉ ít thôi. Thế nhưng mà năm thỉnh mười thoảng là vẫn quét đấy. Suốt ngày thì ôm điện thoại thôi. Mà khổ, ngồi trên một cái đống thế này mà ông cũng chịu được đấy. Hả? Cũng đỡ vợ lấy một tay. Vắng tôi ra nhà này thành bãi rác rồi. Mà này, tại sao suốt ngày ôm điện thoại như thế hả? Trên điện thoại có gì hay à? Hả? Hay là lại chát chít với con nào đấy? Hả? Chết gì vào đấy? Người già để cho thủ cách lại. Chuyện gì mà chuyện? Khổ quá. Cái gì có bao nhiêu việc để làm đi cứ. Mời em ngồi đây. Ngồi cái gì? Cơm còn chưa nấu. Em không phải làm bất cứ một việc gì nữa nhá. Kể từ giờ phút này, tất cả cứ để anh lo nhá. Nhà cửa chứ gì? Được, để đấy anh. Quần áo chứ gì? Được, để đấy anh. Cơm nước chứ gì? Được,
Để đấy anh, việc của em ấy, chỉ cần đọc hết cái đống báo đấy cho anh, rồi tóm tắt nội dung báo lại cho anh. Đây, điện thoại đây, em lướt Facebook xem có cái tin gì hot nhất thì em tập hợp lại báo lại cho anh nhá. Còn tất cả mọi việc anh giải quyết. Được. Ok. Thử xét. Đấy, em làm giúp. Thôi. Em cứ ngồi đấy, em cứ lướt Facebook đi. Còn cái việc lao động chân tay cứ để anh nhá. Tuy hơi mệt một chút, thế nhưng mà đầu óc ấy, nó thoáng đãng, nó thoải mái lắm cơ. Cạnh khỏe em đấy à? Hả? Người ta muốn cảnh báo thôi. Chứ ai cứ một người làm quần quật, còn một người ngồi ung dung ngồi chơi xong rồi lướt Facebook. Thế làm gì người ta chả khó chịu. Anh mà cứ chịu khó giúp em thế này có phải là em ít nói đi không? Trời ơi, cháu tưởng thế nào? Chưa? Trời ơi, thế là chu quy là mình cũng vẫn phải làm việc nhà. Tất nhiên, gia đình là mái ấm. Cho nên tất cả các thành viên trong gia đình ấy là phải cùng làm thôi. Ôi, không còn cách nào nữa. Theo kinh nghiệm của chú ấy, thì không. Muốn cho những bà vợ ít nói thì chỉ có một cách, đấy là người chồng phải chia sẻ. Trời ơi, thì cháu vẫn đang thực hiện đấy thôi. Tuy là hơi lười một tí, thế nhưng có phải là không đâu. Tôi biết ông là rất là tội, nhưng mà chúng tôi cũng kệ.